tại cái vấn đề là luôn bắt đầu quấy rồi nha. Ba tiếng không thể quên đi về được. Bảy tiếng đi là gió này rung luôn. Cao dã man luôn. May là buổi chiều này có sương. Rồi. Rồi. Tất cả mọi người rừng nguyên sinh. Rừng phòng hộ Hoàng Liên Sơn. Ngồi giờ này cắt suối này, khe này. Khe thác nước rồi. Ồ, dã man. Thác này các bạn ơi. Ở độ cao tầm khoảng 1 cây số các bạn ơi. 1 cây số dưới khe luôn. Rừng đồi Hoàng Liên Sơn. Đấy các bạn ạ. Khe rất là đẹp. Cái suối rất là đẹp. Đang lũ kìa. Đây thác kìa. Kìa là đỉnh núi nhá các bạn ạ. Dưới đây là khe thung lũng. Thung lũng. Ôi, dốc dã man luôn. Dốc thật đấy. Này ai mà mò đi bộ lên nhỉ? Leo đi. Áp suất cao thì thật một tay thôi. Đầy người leo. Ngày xưa người ta làm này leo đầy. Làm cô các cáp các thứ là leo đầy. Nó leo theo khe theo đồi đầy trên kia đào hố các thứ chứ. Đây trên kia có một cáp mà. Trên đỉnh kia có một cáp mà. Ai đi người ta đi qua chỗ nào đi được ấy. Cây cối rất là đẹp. 1092. Cây gì đây ta? Cây rừng. Cây cổ thụ. Mấy trăm năm. Đây là rừng nguyên sinh. Rừng nguyên sinh. Đó mà ở trên này. Nó đào ở đây là mưa rồi.
à? Chào thế. Ô, trên này là sương mù rồi. Buổi sáng lên trưa thì còn được hoàn toàn trời. Thế mà đi chưa đây rồi, còn nhìn thấy ở kia nó sương mù đâu, nhìn thấy gì đấy các bạn nhá. Trên đỉnh núi 2 km.